Xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5, các thành viên chính phủ nhận định tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm phục hồi mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Ban Bí thư đã ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam đã lựa chọn xây dựng thương hiệu theo xu hướng thời trang bền vững để bảo vệ môi trường và duy trì sự phát triển của doanh nghiệp. Thưa quý vị, vào ngày 4 tháng 6 tại trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng ông Phạm Công Tạc, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, và ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với các tập thể cá nhân đã bị kỷ luật Đảng. Trong sáng ngày 4 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2022. Tại phiên họp, các thành viên chính phủ đều thống nhất nhận định, mặc dù là tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, lạm phát, giá cả hàng hóa, nguyên liệu đầu vào và đặc biệt là giá dầu tăng cao, nhưng tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Các ý kiến tại phiên họp đánh giá, trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo. Hầu hết các lĩnh vực đều tăng so với tháng trước và cùng kỳ năm 2021. Tính chung 5 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 57% dự toán, tăng 18,7%. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 15,6%. Nền kinh tế xuất siêu 516 triệu đô la Mỹ. Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng hơn 8% và tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 10%. Trong khi đó, trong tháng 5, có gần 100.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại, cao nhất từ trước đến nay. Còn khách quốc tế tăng tới 350%. Tại diễn đàn kinh tế thế giới vừa qua, du lịch Việt Nam đã được xếp hạng thứ 52 trên 117 quốc gia và là một trong 3 quốc gia nằm vào cái top có mức tăng trưởng về năng lực phát triển du lịch đứng đầu thế giới. Đây là không phải chúng ta nhận định mà diễn đàn kinh tế thế giới nhận định. Tôi thấy một cái chỉ số đấy rất đáng mừng đấy, là số doanh nghiệp của chúng ta thành lập mới và số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đã tăng tới 25,8%. Kéo theo đó đấy thì chúng ta rất mừng vì cái gia tăng cái số việc làm mới cho người lao động. An sinh xã hội thì tiếp tục đảm bảo. Cho đến nay thì theo thống kê chính thức ấy, tỷ lệ thất nghiệp của chúng ta là 2,46%. So với năm ngoái là chúng ta 2,8 cùng kỳ, thì đây là cái bức tranh rất đáng mừng. Đặc biệt là giá xăng dầu và các loại hàng hóa đầu vào tăng rất cao. Chúng tôi đã có cái đề xuất, thì trong cái bối cảnh mà giá thế giới mà cứ liên tục tăng thế này, mặc dù chúng ta đã giảm 50% cái thuế bảo vệ môi trường, nhưng mà không thể neo được khi mà cái giá thế giới nó tăng phi mã như vậy, thì chúng tôi đề nghị là đã đến lúc chúng ta xem xét để có thể là tiếp tục giảm cái thuế bảo vệ môi trường. Xăng dầu Việt Nam bây giờ là thấp hơn so với hầu hết các nước ASEAN, chỉ có cao hơn Malaysia. Các chỉ số cho thấy quyết định mở cửa trở lại nền kinh tế từ ngày 15 tháng 3 là đúng đắn và kịp thời. Đến nay, Trung ương và các địa phương đã dành gần 81.000 tỷ đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ gần 50 triệu lượt người lao động và các đối tượng khác. Các ý kiến cũng đánh giá chúng ta đã tổ chức rất thành công và an toàn SEA Games 31. Việt Nam cũng là một trong hai nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P, nâng hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn lên mức BB+, triển vọng ổn định. Trong tháng 5, Việt Nam cũng đã tăng 48 bậc, từ thứ 62 lên thứ 14 trong bảng xếp hạng chỉ số phục hồi COVID của Nikkei Asia,
nhờ các kết quả kiểm soát dịch bệnh, bao phủ vaccine và mở cửa phục hồi nền kinh tế. Đây là mức tăng lớn nhất trong các quốc gia. Và sau khi nghe 13 ý kiến thảo luận sôi nổi, phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh có được những kết quả tích cực nói trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời sáng suốt của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự giám sát đồng hành của Quốc hội, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, sự đồng tình, ủng hộ và tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp, sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Những kết quả này cũng góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của người dân, doanh nghiệp, bạn bè và đối tác quốc tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, thách thức liên quan đến tình hình thế giới, dịch bệnh, lạm phát tăng mạnh, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, các thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản tiềm ẩn rủi ro, nợ xấu có xu hướng tăng, giải ngân đầu tư công chưa được cải thiện, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, thiên tai, mưa lũ diễn biến phức tạp. Về những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng và thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh, đẩy mạnh tiêm vaccine theo các mục tiêu chính phủ đã đề ra, đặc biệt là trong triển khai thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành sớm ban hành văn bản hướng dẫn liên quan đến các vấn đề phân cấp cho địa phương và chỉ định thầu, các vấn đề liên quan tới vật liệu xây dựng, đất rừng, đất lúa mà nhiều địa phương kiến nghị. Muốn gì thì muốn là cái kinh tế vĩ mô là phải đảm bảo được ổn định. Thì đề nghị Ngân hàng Nhà nước cùng với Bộ Tài chính, các ông chí có các cái cơ chế chính sách phối hợp hài hòa hiệu quả giữa hai cái chính sách này, chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ, và bám sát cái tình hình diễn biến ở trong nước và thế giới để chúng ta điều chỉnh cho nó phù hợp. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương xác định giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục thực hiện và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Thủ tướng cũng đề nghị đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, thúc đẩy chuyển đổi xanh thích ứng với biến đổi khí hậu. Về cổ phần hóa doanh nghiệp, Thủ tướng cho rằng cần đánh giá lại tình hình thực tiễn và việc triển khai thời gian qua, xây dựng chương trình, mục tiêu, giải pháp phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định để thúc đẩy công tác này, bảo đảm hiệu quả, đưa các doanh nghiệp phát triển, không thất thoát tài sản nhà nước, không mất cán bộ. Thủ tướng yêu cầu thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và chuẩn bị tốt các hoạt động tri ân ngày thương binh liệt sĩ, tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Đặc biệt lưu ý một số vấn đề liên quan đến giáo dục, y tế. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm thuốc chữa bệnh, trang thiết bị, vật tư y tế cho công tác khám chữa bệnh. Quán triệt tinh thần ai làm tốt, có công thì động viên tôn vinh khen thưởng, ai làm sai thì phải xử lý. Tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học cao đẳng, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng. Bộ Giáo dục và Đào tạo cân nhắc kỹ càng, thận trọng trong việc xây dựng lộ trình điều chỉnh học phí phù hợp, căn cứ thực tiễn, phù hợp với lợi ích của nhà nước, tổ chức và học sinh sinh viên, đảm bảo cuộc sống của người dân trong lúc đang gặp khó khăn. Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhất là trong các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc tham nhũng, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời tập trung xử lý các vấn đề dự án tồn đọng, yếu kém kéo dài trong nhiều năm. Trong sáng ngày 4 tháng 6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến về tình hình triển khai thực hiện và dự kiến danh mục mức vốn bố trí cho nhiệm vụ dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao, Chính phủ đã kịp thời có tờ trình và Ủy ban Tài chính Ngân sách đã rất nỗ lực trong thời gian ngắn hoàn thiện báo cáo thẩm tra về nội dung này. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng dù nghị quyết 43 về các giải pháp tài chính tiền tệ hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong 2 năm 2022-2023 được Quốc hội ban hành từ đầu năm, nhưng đến nay vẫn chưa có danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn của chương trình. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ đánh giá nguyên nhân, siết chặt kỷ luật kỷ cương, quyết liệt triển khai gói chính sách rất quan trọng này, khẩn trương thông báo số vốn còn lại bao gồm 14.000 tỷ cho lĩnh vực y tế và 11,8 nghìn tỷ cho 4 dự án đường cao tốc trong gói tài khoá tiền tệ 176.000 tỷ theo nghị quyết 43. Đồng thời, đôn đốc các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư, hoàn thiện danh mục, báo cáo Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi phân bổ vốn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhất trí với đề xuất của Chính phủ dành trên 9.600 tỷ trong gói 176.000 tỷ theo nghị quyết 43 để phân bổ cho 3 dự án đường cao tốc thuộc danh mục dự án quan trọng quốc gia trình Quốc hội xem xét quyết định, gồm 3.800 tỷ cho dự án đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1,
2.300 tỷ cho dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 và 3.500 tỷ cho dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2021. Về cơ bản, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với đề nghị của Chính phủ. Riêng với khoản tiết kiệm chi từ chậm trả lãi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng đây thực tế là tiền giảm dự toán so với số chi trả nợ, nên không xác định là khoản tăng thu tiết kiệm chi. Do vậy, đề nghị không đưa khoản này vào nguồn phân bổ số tăng thu tiết kiệm chi. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình với phương án phân bổ nguồn tăng thu tiết kiệm chi do Chính phủ trình, trong đó có bố trí nguồn để thực hiện cải cách tiền lương, bởi đời sống của nhiều cán bộ, công chức, viên chức còn đang gặp nhiều khó khăn. Và việc tăng lương cũng là chi cho đầu tư phát triển và kích cầu tiêu dùng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Bộ Tài chính sớm thống nhất phương án với Ủy ban Tài chính Ngân sách, xem xét bố trí nguồn tăng cường cho chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, giảm áp lực về bội chi và nợ công, xem xét thưởng thêm cho một số địa phương vượt thu, bố trí cho một số dự án đầu tư công có nhu cầu cấp bách và có thể hoàn thành ngay trong năm 2022. Chiều ngày 4 tháng 6, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhằm triển khai kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế tiêu cực. Trước đó vào sáng cùng ngày, ông Phan Đình Trạc cũng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng kinh tế tiêu cực. Tại các cuộc làm việc, ông Phan Đình Trạc cho biết mục đích kiểm tra nhằm đánh giá kết quả những tồn tại hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ và đề ra biện pháp khắc phục. Đặc biệt, qua kiểm tra cũng nhằm phát hiện những vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng kinh tế tiêu cực để chỉ đạo xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định. Thưa quý vị, mới đây Ban Bí thư đã ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Qua đó giúp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đề ra phương hướng hoạt động hiệu quả, trách nhiệm, đáp ứng nhiệm vụ quan trọng. Và một trong những điểm nhấn của quy định này đó chính là Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm và chịu sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương. Thực tế thì những tháng vừa qua, trong quá trình chủ trương này được thảo luận ở Trung ương, đã có một sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các địa phương, thể hiện qua sự chủ động tích cực vào cuộc đối với các vụ việc xảy ra tại địa phương mình. Đầu tháng 5 này, khi Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Minh Trung có dấu hiệu vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, thì chỉ 3 tuần sau, thông tin được xác minh, ông Trung đã bị cách tất cả các chức vụ trong đảng. Cũng trong tháng 5, ông Đàm Quang Hưng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã bị bắt tạm giam 4 tháng về hành vi nhận hối lộ. Sự chủ động trong xử lý tham nhũng tiêu cực như thế này không chỉ ở Đà Nẵng mà còn ở nhiều địa phương khác trong cả nước đã củng cố lòng tin của đảng viên và nhân dân. Bắt được và là công khai trước công luận đối với vi phạm của đồng chí Đồng Quang Hưng. Tôi cho cái này là cái hết sức kịp thời, đào cho đảng nhà nước. Nhưng mà những con sâu như thế cũng không để tồn tại trong cái bộ máy. Như vậy, việc xử lý các cán bộ vi phạm diễn ra khi thành phố Đà Nẵng vừa thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực đã cho thấy tinh thần nhất hô bá ứng, dọc ngang thông suốt của Trung ương đã xuống tới từng địa phương. Với quy định mới được Ban Bí thư ban hành, điều này sẽ cho phép việc chỉ đạo lãnh đạo của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực được thông suốt và với tinh thần trách nhiệm cao. Cứ có dấu hiệu vi phạm là phải chỉ đạo xử lý, không thể không làm, không thể đứng ngoài cuộc, đồng thời giảm bớt tình trạng cua cậy càng và cá cậy vây như là lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn hay nhắc nhở. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh ngoài việc chịu sự lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thành ủy thì Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phải chịu sự lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cái nhiệm vụ phòng chống tham nhũng tiêu cực của địa phương là thuộc trách nhiệm của các cơ quan chức năng của địa phương. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh không làm thay các nhiệm vụ của các cơ quan chức năng của địa phương.
mà ban chỉ đạo cấp tỉnh là chỉ đạo đôn đốc kiểm tra giám sát để các cơ quan chức năng địa phương thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình. Quy định ban chỉ đạo họp 3 tháng một lần, thường trực ban chỉ đạo họp 1 tháng một lần để cho ý kiến chỉ đạo về đối với các cái vụ việc, vụ án tham nhũng cụ thể. Quy định như vậy một mặt sẽ ràng buộc trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức đảng trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phòng chống tham nhũng tiêu cực. Một mặt cũng ràng buộc trách nhiệm của các cơ quan chức năng cũng phải vào cuộc để báo cáo cấp ủy tổ chức đảng về cái kết quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thì với cơ chế này thì theo như Tổng Bí thư thì nếu có ai có không làm cũng không được, là tất cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Lần này với quy định rất cụ thể đối với Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, thành phố, có tới 11 lần những từ chịu trách nhiệm được nhắc đến. Việc quy trách nhiệm cụ thể sẽ là sự ràng buộc để không ai có thể đứng ngoài cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực. Và vì vậy, chủ trương này đang nhận được sự ủng hộ rất lớn từ đảng viên và nhân dân. Chúng tôi hoàn toàn là ủng hộ và nhất trí cao và rất phấn khởi việc phòng chống tham nhũng. Ở cấp trung ương thì chúng ta đã làm rất tốt, nhưng ở các cái cấp địa phương thì hầu như là chưa thấy đưa ra được nhiều những cái vụ tham nhũng tiêu cực. Mặc dù thì chúng tôi nghĩ rằng là không phải là không có. Tôi thấy là việc thành lập cái ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng ở các địa phương là rất cần thiết để xử lý các cái vụ việc tiêu cực ngay tại địa phương mình, hạn chế phải chuyển lên trung ương, tránh tình trạng cua cậy càng, cá cậy vây, hoặc là quen biết, nể nang, xử lý không đến nơi đến chốn. Như đồng chí Tổng Bí thư có thường hay nói là trên dưới dọc ngang cho nó thuận, thì chúng ta phải có ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng ở địa phương để không phải là trên nắm dưới lạnh như từ trước đến nay nữa. Nhưng cái ban này phải quyết liệt, và những người mà làm ở ban này là phải là những người thật là dũng cảm. Thành lập cái ban chỉ đạo của tỉnh là tốt rồi. Không có những người nó ở trên trung ương kia nó to cho ngỡ chi chứ đi mà tiêu cực với lại thâm nhũng. Cho nên tôi thường tôi nói là ông cho mình có cái cao là cái lỗ mội á, nhưng mà không lo đó thì cái bờ đê nó vỡ. Tôi cho đây cũng là một việc cần thiết để nó có một cái lực lượng chống tham nhũng nó rộng hơn và nó sâu hơn xuống dưới các cái địa phương, dưới các cơ sở. Bây giờ mà thành lập cái ban chống tham nhũng ở dưới các địa phương thì sẽ tập hợp được thông tin phản ánh từ nhân dân, mà cũng chính cái này nó sẽ làm tăng cái niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước trong công cuộc chống tham nhũng. Với cái việc thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương, chúng tôi kỳ vọng tất cả những cái vụ việc sẽ được công khai minh bạch để người dân theo dõi, giám sát, đồng thời là phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra xử lý theo đúng pháp luật, không có để chìm xuồng hoặc là có những cái trì hoãn như là một số vụ việc trước đây. Cùng với việc Ban Bí thư ban hành quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, thì Ban Nội chính Trung ương cũng đã có văn bản hướng dẫn các địa phương thành lập ban chỉ đạo trong thời gian sớm nhất. Những động thái quyết liệt khẩn trương từ Trung ương đến địa phương là những tín hiệu để cán bộ, đảng viên và người dân tin tưởng cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, toàn diện với phương châm nhất quán, không có vùng cấm, không trùng xuống. Trong phần tiếp theo của bản tin, qua bàn tay khéo léo của con người tại vùng cao Ngọc Chiến Sơn La, nét đẹp và kiến trúc độc đáo của những bức tường đá nơi đây đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách. Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản năm 2022 tại thủ đô Tokyo trở thành điểm đến yêu thích của người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản và bạn bè quốc tế yêu Việt Nam. Thưa quý vị, theo thống kê mới nhất của chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, thời trang là ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều nước thứ hai thế giới và lượng khí carbon thải ra môi trường chiếm từ 8 đến 10%, tức là nhiều hơn lượng phát thải từ các máy bay và tàu thủy cộng lại. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước đã lựa chọn xây dựng thương hiệu theo xu hướng thời trang bền vững, giảm thiểu tác động tới môi trường. Và tất nhiên thì đây là một hành trình khó khăn, đòi hỏi doanh nghiệp phải liên tục tìm tòi sáng tạo để vừa bảo vệ môi trường, vừa duy trì sự phát triển của bản thân doanh nghiệp. Mình nghĩ là một cái thương hiệu mà khi mà nó có trách nhiệm với lại môi trường và xã hội á, thì là nó không chỉ nên tập trung vào cái sản phẩm cuối cùng, mà nó nên là một cái ý tưởng xuyên suốt trong toàn bộ cái quy trình hoạt động của cái thương hiệu đó luôn.
Những tấm banner quảng cáo tuổi thọ ngắn ngủi nằm lặng lẽ bên đường giờ đây đã có một cuộc đời mới. Năm 2019, Dòng Dòng ra đời và trở thành một trong những thương hiệu Việt Nam tiên phong sản xuất theo mô hình thời trang bền vững, chuyên cung cấp những mẫu túi sách, ba lô, ví tiền độc đáo được thiết kế từ những tấm bạt cũ đã qua sử dụng. Cái việc mà biến đổi khí hậu mà với lại cái vấn đề rác thải nhựa là một cái vấn đề rất là lớn, thành ra là mình mới chọn cái nguyên liệu là bạt cũ, bạt nhựa cũ tái chế. Có những cái sản phẩm là nó thực sự là nó chỉ có một cái trên đời thôi, bởi vì nó được cắt ra từ những cái bản hiệu quán xá, đường phố. Khi mà mình muốn lập nên một cái mô hình kinh doanh mới cách đây 2 năm á, thì mình nghĩ là ít hay nhiều á, cái mô hình kinh doanh này nó không chỉ dùng để sinh lợi nhuận mà nó còn phải có một cái ý nghĩa xã hội nhất định nữa. Để vận hành thương hiệu thời trang thân thiện với môi trường, doanh nghiệp phải đối mặt với bài toán kinh tế trước mắt, kiên định từ chối những chất liệu giá thành rẻ gây ô nhiễm môi trường. Thương hiệu thời trang này lựa chọn nguyên liệu là chất liệu vải sợi tự nhiên như cốt tông thô, lành sợi đay, có thể phân hủy được. Quy trình sản xuất gia công sản phẩm cũng tối ưu hóa nguồn nguyên liệu để giảm thiểu rác thải ra môi trường. Khó khăn thì cũng khá là nhiều. Tại vì là cái khó khăn đầu tiên là quy trình sản xuất sản phẩm từ cái vải vụn ấy, nó mất nhiều thời gian, chất xám, công sức hơn. Bỏ cuộc thì chắc chắn là đã từng nghĩ đến rồi. Nhưng mà cái mong muốn là mình có thể góp một phần nhỏ vào việc thay đổi hành vi mua sắm của khách hàng nó lớn hơn, nên là nó đã vượt qua cái ý định bỏ cuộc đấy. Nó đặc điểm của giới trẻ đó là sáng tạo, nhận thức về cái tác động ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tốt hơn và họ thấy rõ ràng hơn. Chính vì vậy cho nên rằng là đây chính là cái động lực để họ có thể có tạo nên một cái xu thế sử dụng, tiêu dùng và bền vững hơn. Mỗi cái đập cánh của chú bướm nhỏ có thể đem tới một cơn mưa rào. Những người trẻ ấy hy vọng bằng nỗ lực của mình có thể lan tỏa tinh thần sống và làm việc có trách nhiệm với môi trường đến tất cả cộng đồng. Chuyển sang những thông tin văn hóa du lịch. Vào tối ngày 4 tháng 6, tuần lễ du lịch di sản văn hóa 37 năm 2022 đã khai mạc, công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Múa Bát của người Tày, Bắc Cạn và lễ cấp sắc của người Giao Tiền, xã Đông Phong, huyện Bạch Thông. Các chuỗi sự kiện được tổ chức như là hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch 37, liên hoan ẩm thực dân tộc và trưng bày giới thiệu các mặt hàng nông sản OCOP Bắc Cạn, liên hoan hát then, đàn tính. Đây là lần đầu tiên sự kiện tuần lễ du lịch di sản văn hóa 37 được tổ chức với mục đích khôi phục tổng thể hoạt động du lịch của tỉnh. Và sau đây thì chúng tôi lại tiếp tục đưa quý vị ghé thăm vùng cao Ngọc Chiến, Sơn La, nơi được biết đến với những thắng cảnh tuyệt sắc của tạo hóa như là dòng suối khoáng nóng thơ mộng, rừng sơn tra rực rỡ hay là cây pơ mu cổ thụ. Tuy nhiên, thì có một nét kiến trúc đẹp hoang sơ hấp dẫn không ít tâm hồn du khách khi đến với vùng đất này. Đó chính là bức tường được xếp bằng đá từ chính những con suối nơi đây. Những viên đá có kích cỡ và hình dáng khác nhau, nhưng qua bàn tay khéo léo của con người đã biến thành những bức tường đẹp mắt và thân thiện. Hôm nay, công trình trang trí tường nhà cuối cùng trên bản Đông Xuông, xã Ngọc Chiến đang bước vào công đoạn hoàn tất. Hòa lẫn trong nét thanh bình của những bản làng vùng cao, những bức tường bằng đá được người dân xếp thủ công một cách khéo léo, trải dài uốn lượn, càng như tôn thêm nét hoang sơ vốn có. Bà con ra suối để nhặt đá và về gắn tường nhà mình thì đã góp sức cho khung gian của bản nó được sạch sẽ, rộng rãi hơn. Mỗi nhà thì có một cái hình thù riêng, đặc sắc, mang tính chất là mỗi một gia đình, một cá nhân là một họa sĩ của nhà đó. Thiên nhiên ban tặng cho Ngọc Chiến dòng suối Chiến rộng dài, ôm trọn mảnh đất với nguồn đá cuội phong phú. Người dân nơi đây đã ra suối nhặt đá bằng trí tưởng tượng và đôi tay khéo léo của chính mình gắn lên tường nhà thành những bức tranh nhiều màu sắc rất tự nhiên. Những hòn đá cuội tưởng như vô tri nhưng qua bàn tay, khối óc của người dân Ngọc Chiến bỗng chốc như được thổi hồn, biến đổi thành những đường nét kiến trúc độc đáo. Cũng là xuất phát từ mong muốn và cái nguyện vọng của nhân dân, thì chính từ những cái bàn tay
khéo léo, rồi là cái thiết kế cũng của những người dân tạo nên thành những cái sản phẩm độc đáo như là cái cổng đá và các tường rào đá trên địa bàn xã của chúng tôi. Thì cái hướng đến là chúng tôi là phát triển du lịch, từ đó là cũng thu hút đến các khách du lịch và quảng bá đến các mọi miền trên Tổ quốc. Tường đá hiện diện khắp mọi nơi ở Ngọc Chiến, đá xếp dài trên lối đi, đá uốn lượn qua những ngôi nhà sàn trong bản, đá xếp vây quanh những khóm hoa, nhà thờ, cổng bản. Nhờ đá mà mọi thứ trở nên sống động, nó cấu thành nên sự giản đơn, trang nhã mà hòa hợp với thiên nhiên. Chị em ơi, làm đi, làm cho bản mình thật đẹp để đón thêm nhiều khách du lịch. Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản năm 2022 đã được khai mạc vào sáng ngày 4 tháng 6 tại thủ đô Tokyo. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên và là một trong những biểu tượng cho quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản. Năm nay thì với việc dỡ bỏ các hạn chế bởi dịch COVID-19, sự kiện đã trở thành điểm đến yêu thích của rất nhiều người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản, cũng như là nhiều người dân Nhật Bản yêu Việt Nam. Sau 3 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, lễ hội Việt Nam năm 2022 đã được tổ chức theo quy mô lớn, với hơn 100 gian hàng, trưng bày, quảng bá đến người dân Nhật Bản các sản phẩm ẩm thực, văn hóa, du lịch mang đậm nét đặc trưng của Việt Nam. Trong ngày khai mạc, mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng ngay từ rất sớm, đã có rất nhiều người đến xếp hàng để vào tham dự sự kiện lần này. Rất nhiều người Việt Nam, thì các bạn Nhật đến tham dự và ai cũng hân hoan, phấn khởi cả. Ai cũng chào mừng lễ hội Việt Nam và mọi người nói rằng là 2 năm đã chờ đợi rồi, đây là cái dịp để mọi người bày tỏ cái tình cảm của mình với Việt Nam, với ẩm thực Việt Nam, với văn hóa Việt Nam, với người Việt Nam và với âm nhạc Việt Nam. Thu hút khách tham quan nhiều nhất vẫn là các gian hàng ẩm thực, có nhiều món ăn truyền thống nổi tiếng của Việt Nam như phở, bánh mì, nem được bán tại các gian hàng này. Mọi người đều rất kiên nhẫn xếp hàng, chờ đợi để được thưởng thức các món ăn ngon của Việt Nam. Trong lễ hội lần này có nhiều gian hàng, trong đó hấp dẫn nhất đối với tôi là các gian hàng với ẩm thực rất là ngon. Bánh mì của Việt Nam khác với sandwich và có rất nhiều vị. Tôi rất thích món ăn truyền thống này của Việt Nam. Với việc nới lỏng các hạn chế sau dịch COVID-19, sự kiện năm nay sẽ có chương trình giao lưu văn nghệ với sự tham gia của cả nghệ sĩ Nhật Bản và nghệ sĩ từ Việt Nam sang. Dự kiến lễ hội sẽ diễn ra đến hết ngày 5 tháng 6. Lễ hội Việt Nam không chỉ giúp quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam tới người dân Nhật Bản, mà còn góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước. Lễ hội năm nay được tổ chức trong bối cảnh Nhật Bản đang nỗ lực bình thường hóa các hoạt động kinh tế xã hội. Ban tổ chức kỳ vọng lễ hội năm nay sẽ thu hút được khoảng 60.000 lượt khách tham dự. Long Nguyễn, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Để xem trực tuyến kênh VTV4, hãy truy cập vào địa chỉ đang hiển thị trên màn hình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.